nè mọi người nè, nhìn nè, nhìn có bà chủ shop đây nè. Em đi mua đồ à, 3 giờ 35 phút chiều nè, vô hủa hơ cái ố này đây. Cái ố này với lại cái ố này đây. Cái ố này là 13.000, cái ố này là 95.000 nè. Em thấy mát quá em không mua. Bò vô bà đột vô bụng em bón cái ốc đột mà rách. Cái bộ đồ em đem mà rách luôn cái bộ nè. Bà tót em mái tơ mà gãi luôn cái kính luôn nè mọi người. Ra chợ hỏi giá rồi không mua, cô gái bị chủ tiệm quần áo hành hung gây phẫn nộ. Câu chuyện vì một cô gái bị chủ cửa hàng chửi bới hành hung vì không mua sau khi hỏi giá đã nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Theo đó, cô gái đi chợ mua quần áo tại chợ Điện Nam Trung, xã Điện Nam, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho một người phụ nữ mặc áo vàng đứng bán. Sau khi chọn được 2 chiếc áo hỏi giá thì thấy quá đắt nên quyết định không mua. Cô gái xin phép đi nhưng bị chủ quán ra đạp liên tiếp 4 cái vào bụng khiến cô gái bị gãy kính. Bọc đồ ni lông đang cầm trên tay cũng rách toẹt. Quá bức xúc với hành vi và thái độ của chủ shop đối với khách hàng, cô gái ngay lập tức lôi điện thoại ra để livestream, rồi gọi điện cho mẹ tới xem vết thương để làm bằng chứng vụ việc. Chứng kiến toàn bộ sự việc, một nữ chủ sạp bán đồ kế bên đã ra can ngăn, thế nhưng sau đó cũng không dám ra làm chứng vì sợ liên lụy. Phía dưới phần bình luận, một người dùng TikTok tên là Như Thảo tiết lộ về danh tính chủ shop hành hung khách. Nhà bà này có chồng và con rể làm chức cao nên cô gái cũng không làm được gì. Hy vọng mọi người chia sẻ cho bé lấy lại công bằng, chứ mấy hôm nay thấy tội quá. Tuy nhiên thực hư vẫn chưa được kiểm chứng rõ ràng, số khác phẫn nộ về hành động này của người bán đồ. Mời công an vào cuộc, không phải cái kiểu bán hàng đi côn như vậy. Chị này nói chuyện thấy có lý lẽ, có hiểu biết mà, không phải kiểu người hồ đồ, tội quá. Khách tôi du shop thử đồ sương sương 30 cái không mua cái nào, cũng vui vẻ dạ thưa không dám mở miệng gì, tội bạn nữ ghê. Hy vọng đại diện ban quản lý chợ sẽ nắm bắt được thông tin để có hướng xử lý vụ việc trên. Đồng thời nhắc nhở mọi người khi đến chợ cần cảnh giác và nếu gặp phải trường hợp tương tự, cần báo ngay cho lực lượng bảo vệ, ban quản lý chợ để xử lý. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.